Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video tiếp theo của tôi mọi người ơi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người xem đó chính là một cái em áo như thế này đây. Đây này là em áo đá banh. Em áo đá banh. Cái gì mà cái banh thiết kế của em nó là màu cam nè. XL một xíu nha. Cái gì hưng lòng cái gì là thiết kế của em nó sẽ có một cái sọc đèn như thế này, một báo, một cái bàn, một cái hình vàng tròn ở đây đó, những hình vàng tròn này ở đây sẽ có một cái hình rửa và có những cái chữ và cái giải cái thiết kế này là nó sẽ có những mấy cái hình tròn rồi nhưng mà hai ba chữ nha mọi người. Còn sao là mặt trơn nha, còn sao là mặt trơn đây à, mặt trước nè, như thế này, cổ là cổ rộng và bo tròn. Nực thế nhờ, nực thế này mà mình kìa, ok hơn nha mọi người, có quần nữa mà mọi người ơi, tôi review áo nha. Quần thì chắc là nó cái gì với cái khác đi, cái quần khác đi nó sẽ ok hơn ha. Đây. Giờ tôi sẽ che lên cho mọi người xem luôn ha. Xong cái mặt chiếc này, mặt chiếc này hết lấy cháo ăn luôn thật sự, giờ chả biết xài cái gì để cho nó hết, giờ chỉ biết xài sửa cái mặt này, xài mấy cái này thôi. Thì chứ mà đang thời thì nó loạn mà muốn nổi muốn chìm thì nó là mà chứ mình có biết làm gì đâu. Tiếp tục là hôm qua xong rồi, đúng hôm qua là mấy nhìn cái đầu cũng nhớ tóc tiền nữa kìa, xong rồi hôm qua nhiệt như cả tôi dài lắm mà nhìn tin thì dính sợ tôi té, tôi ôm nó, tôi ngồi là tôi ôm từ chợ từ nhà tôi ôm cho tới từ nhà tôi ôm cho tới nhà tôi luôn, người nhà tôi nhận đi xa, nhưng mà tại vì ở hậu quá kiểu bị đen bị gói cái nó không đi đường cầu sắt cho nó gần hơn, vì nó không đi đường cầu sắt mà nó đi đường cầu sắt, anh ấy đi đường cầu sắt cái về đưa cho nhà tới nhà mình về tới nhà cho tôi bắt đầu đi vô tôi ngủ luôn. Nhỏ tôi còn 4-5% thì tôi không sạc luôn, tôi ngủ thì tới về lúc là 5 giờ mấy 5 giờ quên thôi, 4 giờ mấy 5 giờ gì đó, 4 giờ mấy 5 giờ xong rồi bắt đầu về thì tôi ngủ cho tới 7 giờ mấy xong rồi bắt đầu tôi mới bắt đầu tỉnh nha, tôi tỉnh nha, bắt đầu tôi làm gì tôi quên mất tiền rồi, nhìn cái dáng nó mụn với tôi buồn quá, nhớ mấy ngày trước quay đâu có đi cả.
Chả hiểu tại sao bị đá mụn. Mà ý kiến của nó ghê vậy ta. Bây giờ tôi đi uống một chút collagen của chị bà tôi. Ok, xong. Má muốn lên cái đẹp tiên này giờ ở hình dạng. Ồn quá. Yeah.